Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xtrio. Và đây là bản tin news ngày 26 tháng 1. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức mới nhất ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Huawei P30 và P30 Pro có thể sắp được phát hành tại MWC 2019 tới đây. Dù chưa chính thức công bố ngày ra mắt, thế nhưng đã có khá nhiều tin tức về chiếc máy này từ Huawei. Và điều này có nghĩa là Huawei P30 đã sẵn sàng để ra mắt và thay đổi cục diện thế giới smartphone cho năm 2019 này. Và đặc điểm nổi bật nhất sẽ xuất hiện trên chiếc Huawei P30 Pro với 4 cụm camera ở phía sau, trong đó sẽ có một cảm biến có thấu kính là chất lỏng. Công nghệ này thì vẫn xuất hiện trong các máy ảnh đặc biệt. Huawei có vẻ như đã làm chủ được cái công nghệ này để mang chúng lên smartphone. Và cảm biến bằng chất lỏng là gì? Đó là một cảm biến đặc biệt hoàn toàn không có bất kỳ một miếng kính nào. Thay vào đó, nó sẽ là một hỗn hợp nước và dầu sẽ được sử dụng để làm thấu kính. Trong khi đó thì các thấu kính thông thường chỉ thay đổi được một số tiêu cự nhất định, hoặc điện thoại sẽ phải dùng phần mềm để lấy nét và thay đổi tiêu cự. Thì thấu kính bằng chất lỏng có thể thay đổi hình dạng ngay lập tức nhờ dòng điện được kích thích. Cảm biến bằng chất lỏng sẽ có khả năng lấy nét ở mọi vị trí, thay đổi tiêu cự dễ dàng và đảm bảo hình ảnh cho ra sẽ vô cùng sắc nét. Nó cũng có khả năng như zoom quang học hoặc là chụp góc rộng vô cùng linh hoạt. Công nghệ này sẽ có rất nhiều lợi thế hơn so với những ống kính bình thường của máy ảnh hoặc là điện thoại ngày nay. Không chỉ dừng lại ở Redmi Note 7 đâu, với mức giá rẻ hơn nhiều so với cấu hình thì Redmi còn đang ấp ủ hai mẫu smartphone khác gồm Redmi Note 7 Pro và Redmi Go. Trong khi đó, với Redmi Note 7 Pro sẽ bản nâng cấp của chiếc Note 7 thì Redmi Go sẽ là một thiết bị giá cực rẻ trên Android Go. Ngày ra mắt của Redmi Go có lẽ là đang cận kề khi mà smartphone này đã được chứng nhận tại rất nhiều quốc gia bao gồm cả Malaysia và Thái Lan. Theo dò dỉ trước đây thì Redmi Go sẽ có màn hình là 5.9 inch và độ phân giải là HD+ cùng với tỷ lệ là 18:9. Máy sẽ có 1GB RAM và dung lượng lưu trữ là 16GB cộng với khe cắm thẻ nhớ microSD. Về camera thì Redmi Go dự kiến sẽ có cam đơn, không rõ độ phân giải phía sau bao nhiêu và chúng ta sẽ có một cam trước là 5MP. Khi xuất xưởng thì Redmi Go sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 9 Pie Go Edition. Android Go Edition thì đã được tối ưu riêng dành cho smartphone giá rẻ với phần cứng hạn chế, bộ nhớ RAM và dung lượng lưu trữ thấp. Hiện thì Xiaomi chưa xác nhận chính thức bất kỳ tin đồn nào liên quan đến chiếc Redmi Go này, thế nhưng giá bán cụ thể và ngày ra mắt thì cũng chưa được xác định. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng nhiều khả năng thì máy sẽ có mức giá khoảng 70 đô, tức là khoảng 1,5 triệu đồng. Càng gần thời điểm ra mắt thì những tin đồn về loạt Galaxy S10 xuất hiện ngày một dày đặc hơn, khiến các tín đồ công nghệ hoa mắt và không thể xác định rõ được độ chính xác. Nguồn tin mới nhất thì lại cho hay là chiếc smartphone có kích cỡ lớn nhất của dòng Galaxy S10 sẽ có tên là Galaxy S10 Pro thay vì là Galaxy S10 Plus. Cái tên Galaxy S10 Pro này thì kiểu là Huawei Pro. Galaxy S10 Pro thì cũng sẽ được xem là con quái vật của hãng, dự kiến sẽ được trang bị màn hình là Super AMOLED 6.4 inch, độ phân giải là 1440x3040 pixel và tỷ lệ khung hình là 19:9. Cùng với đó là chip xử lý Exynos 9820 hoặc là Snapdragon 855 và dự kiến thì phiên bản Snapdragon này sẽ ở Mỹ. Cùng với đó là bộ nhớ RAM là 6-8GB đi kèm bộ nhớ trong 128 hoặc là 256 và 512GB. Thêm nữa là cái hình ảnh thực tế cho thấy là Galaxy S10 và S10 Pro cũng đã được xuất hiện. Hình ảnh cho thấy là S10 Pro sẽ có thiết lập camera kép selfie cụm 3 camera sau, trong khi đó thì S10 chỉ có camera selfie đơn trong thiết kế là mụn ruồi cùng với cam kép ở phía sau. Chưa hết thì chúng vẫn giữ lại thiết kế mặt lưng kính sang chảnh, rắc cắm tai nghe và có cổng nối USB Type-C. Về giá bán thì nguồn tin cho hay là tại châu Âu thì Galaxy S10e phiên bản giá rẻ sẽ có mức giá khoảng 20,55 triệu đồng. Còn lại là với S10 và S10 Pro thì sẽ có giá khoảng là 26,36 cho tới là 31,63 triệu. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Xtrio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cần đóng góp nào thì hãy để lại bình luận về dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.